Đức Chúa Trời chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nói như tác giả của Tiên Thiên rằng, hãy các dân hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi có cảm giác như chúng ta ít nhưng mà chúng ta như một đoàn quân của Đức Giê-hô-va sẵn sàng bận rộn cho ngày mà Chúa thăm viếng Arizona này, bận rộn cho ngày mà Chúa thăm viếng Glendale này. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa không ngừng. Ôi sao không sợ. Ở cùng chúng ta, amen. Xin mời quý vị đứng lên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cổ vai ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah. We stand up and we praise God. We clap your hands to the Lord. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. You must follow. Chân lý ta không còn hối lỗi.
cho chúng ta không phải là sự bình an của thế gian. Cho nên chúng ta có sự bình an, sự bình an mà tiền không đổi được, quý vị. Cảm ơn Chúa. Chúng ta muốn mừng việc sự bình an của Chúa cho chúng ta. Sự bình an đó cho chúng ta ngủ được, sự bình an đó cho chúng ta được sức khỏe, sự vui mừng. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta. Chúng ta ngợi khen Thánh Linh Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Và tới giờ chúng ta ngồi xuống để chúng ta thờ phượng Chúa ở trong những bài hát tâm linh của chúng ta sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Bài hát mà Chúa đã phục sinh ngày hôm qua, con trai tôi nó phát hiện ra là ủa sao bài này nó giống cái bài Thánh Linh Việt Nam thôi. Đó là lý do tại sao tôi hát lộn cái không đầu. Nhưng mà cùng một Thánh Linh là đấng khiến đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ ở trong ngày. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng ta bằng lời tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Oh,
Lại lại cứ tận trong cơn
Đến ngày thứ ba, ngày từ kẻ chết sống lại, ngày thăng thiên, còn bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, ngày sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, quyền năng và các ân tứ của Ngài. Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thánh và sự sống đời đời. Amen. Amen. Xin mời quý vị.